Đây. Bưng bưng cối về nhiều, về được mấy thùng. Nhưng mà bưng cối này đã có chương trình nhé. Về mấy thùng nhưng mà nó cũ. Một thường một thùng này cũng chọn được một hay hai cối thôi. Đó, thùng này chắc chọn được một hay băng hai cuốn băng gì à. Băng năm nhiều. Mình đây thì ít dùng băng 5, chủ yếu là băng 7, băng 10. Ở đây lâu là băng 5 hay băng 7 nhiều. Một thùng này chắc cũng chọn được 1-2 cuốn rồi. Đó, nhập lô về thùng như vậy, mỗi thùng này chọn được một vài cuốn thôi các bạn. Này, đây đĩa than này, mấy trăm đĩa, mấy trăm đĩa than chương trình nước ngoài hết, nhạc Tây, nhạc giao hưởng. Nhiều các thể loại. Đó, nhạc có chương trình nên là đĩa than, nhạc nước ngoài, nhạc chủ yếu là thế nhạc giao hưởng, nhạc Bach, Mozart, Beethoven, nhiều các bạn. Băng cối thì được mấy thùng nhưng mà chọn những con băng mà dùng được thì không được bao nhiêu ạ. Còn đĩa than này thì toàn nhạc nhập Tây, chọn được một số đĩa giao hưởng. Các bác quan tâm thì alo bên em. Cảm ơn các bác.